Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh admin audio. Ở tập trước, sau một hồi liều chết chống cự, thì bốn thiên tài của cổ hồn nhất mạch đều bị đánh cho bại lui. Thượng quang băng băng thì bị viên thế lãng đánh cho không còn sức hoàng thủ, không những thế hàng họ lại còn bị hắn sờ nắng nữa. Quần bất bình thế vậy thì vô cùng tức giận, hắn rất muốn lao tới để cứu nữ nhân của mình, thế nhưng lại bị thanh dương giang thu ngăn lại. Cũng trong lúc này ở một bên khác, tiêu thanh tuyền cũng đã bị cổ cuồng đánh bại, theo đó trường kiếm trong tay hắn đã ngay ngắn đặt ở trên cổ nàng rồi tay trái hắn liền đem quần áo trên người tiêu thanh tuyền xé nát để lộ ra áo lót bên trong cùng với hai vai trắng như tuyết của nàng ra ngoài nhìn thấy nữ nhân của mình bị cổ cùng xé hết quần áo như thế làm bách lý long thiên trợn tròn hai mắt nội tâm bi phẫn cực độ chớp lấy cơ hội bách lý long thiên đang thất thần thanh dương gian thu thân hình chớp động đã xuất hiện bên người hắn theo đó trường kiếm trong tay liền vung lên chém tới tiêu thanh tuyền thấy vậy thì khủng hoảng hét lớn bách lý long thiên cẩn thận nghe được lời này bách lý long thiên đột nhiên thanh tỉnh trở lại lúc này trường kiếm cũng đã chém tới hắn liền vội vàng né tránh thế nhưng không kịp chỉ thấy huyết dịch văng tung tóe cánh tay phải của hắn liền bị một kiếm kia chém bay nhìn thấy cảnh này nước mắt tiêu thanh tuyền không tự chủ được mà chảy ra rồi nàng điên loạn hò hét bách lý long thiên ngươi không cần để ý đến ta ngươi mau chạy đi ở một bên thượng quan băng băng vừa né tránh công kích của viên thế lãng vừa thúc giục nói quần bất bình ngươi mau dẫn bách lý sư huynh trốn đi sau này báo thù cho chúng ta nếu không tất cả chúng ta sẽ chết hết ở đây nghe hai nàng khóc lóc gào thét như vậy quần bất bình gào lên một tiếng thân hình lóe lên đã xuất hiện bên cạnh bách lý long thiên thanh âm tràn đầy bi thương nói bách lý sư huynh chúng ta cùng đi chúng ta phải sống để sau này báo thù cho bọn họ nhưng hai người này còn chưa kịp làm ra hành động gì thì thanh dương giang thu đã xuất hiện trước mặt hai người trên mặt hiện lên vẻ coi thường nói các ngươi chạy không thoát đâu đừng làm ra hành động vô vị nữa tốt nhất các ngươi hãy lưu lại đây để nhìn nữ nhân của mình bị chúng ta chơi đùa đi lời nói vừa dứt thì đột nhiên có một đạo lưu quang từ trên trời lao xuống, trong nháy mắt đã đem hai tay hai chân của Thanh Dương Giang Thu đánh gãy, rồi đạo lưu quang này lóe lên một cái, chớp mắt đã trấn nổ bàn tay cầm kiếm đang gác trên cổ Tiêu Thanh Tuyền của cổ cuồng, sau đó đạo lưu quang này lại bay lên trời, chui vào trong ngực Đàm Vân đang đứng trên phi kiếm ở đó. Một màn phát sinh chớp nhoáng vừa xảy ra, làm cho đám đệ tử của Vĩnh Hằng Tiên Tông và Thần Hồn Tiên Cung đứng đó kinh ngạc không thôi, khi thanh Tĩnh trở lại, cả đám nới ngước mắt nhìn theo vị trí mà đạo lưu quang trước đó lao đi đã thấy đàm vân không biết từ lúc nào xuất hiện ở đó rồi vừa nhìn thấy đàm vân hơn trăm tên đệ tử đều đạp phi kiếm lao tới miệng thì gầm lên quát là đàm vân mọi người cùng tiến lên giết hắn nhìn hơn trăm tên đệ tử hướng mình lao tới như vậy đàm vân quay sang mộng nghệ và tử yên nói đuổi tận giết tuyệt một tên cũng không lưu lại dứt lời hắn liền thi triển ra hồng môn thần đồng cùng hồng môn thần bộ rồi nhanh chóng lao vào đám đệ tử kia bắt đầu chém giết không lâu sau đó dưới công kích điên cuồng của ba người đàm vân thì hơn trăm tên đệ tử kia đã bị đồ sát sạch sẽ không một tên nào còn sống cả. Nhìn thấy một màn này làm cho viêm thế lãng và cổ cùng hoàn toàn dại ra, bọn hắn biết lần này bản thân đã không còn khả năng chạy trốn nữa rồi. Lấy lại tinh thần, viêm thế lãng liền quay sang cổ cùng gầm lên quát, chúng ta mau khống chế lại tiêu thanh tuyền và thượng quan băng băng để uy hiếp đàm vân. Lời nói vừa dứt, viêm thế lãng liền hướng lồng ngực thượng quan băng băng đâm tới, còn cổ cùng thì tay trái vung lên hướng cổ tiêu thanh tuyền chụp đến. Nhưng mà đúng lúc đó, một cổ kiếm khí lăng liệt từ trên bầu trời đột nhiên hướng viêm thế lãng chém xuống. Mà cổ kiếm khí này chính là do một mộng nghệ thi triển nhất bàn thánh kinh chém ra. Theo cổ kiếm khí áp bách xuống, trong nội tâm viên thế lãng liền tràn ngập hoảng sợ, theo bản năng hắn liền chém ra một đạo đao mang để ngăn cản lại công kích kia. Thế nhưng dưới cổ kiếm khí kia đánh xuống, thì đạo đao mang này rất nhanh bị chấn nát, theo đó kinh khủng kiếm ý cấp tốc hướng thẳng đầu viên thế lãng đánh tới. Nhưng mà ngay khi cổ kiếm khí kia sắp đánh trúng, thì đột nhiên lại biến mất không thấy gì nữa, sau đó chỉ thấy một đạo lưu quang lóe lên chớp mắt đã thấy một mộng nghệ xuất hiện ở sau lưng viên thế lãng mà mũi kiếm của nàng lúc này cũng đang chống đỡ ở phần gáy của hắn theo mũi kiếm đâm vào trên thân kiếm liền xuất hiện từng giọt máu tươi tí tách rơi xuống hiện tại nàng rất muốn một kiếm giết chết tên súc sinh này thế nhưng chuyện này nàng vẫn muốn để cho thượng quan băng băng tự tay kết thúc trong thời gian một mộng nghệ xuất thủ đối phó với viên thế lãng thì ở bên kia năm đạo thân ảnh tiết tử yên cầm trong tay năm thanh phi kiếm thuộc tính khác nhau hướng cổ cùng chém tới dưới năm đạo kiếm mang chém tới cổ cùng liền bị chém làm đôi mà thân trên của hắn không ngừng ngọ nguậy trên mặt đất xin tha mạng thế nhưng tiết tử yên đâu có nghe hắn nói một kiếm liền hướng thẳng đầu tên này đâm tới ngay khi một kiếm kia sắp đâm trúng thì tiêu thanh tuyền đột nhiên lên tiếng nói tử yên đừng giết hắn ta muốn tự tay giết chết tên súc sinh này nghĩ đến lúc trước tên này xé rách quần áo mình làm tiêu thanh tuyền nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống cầm phi kiếm trong tay đi đến trước người cổ cuồng tiêu thanh tuyền không kiềm chế được nỗi lòng của mình hai tay cầm kiếm không ngừng đâm lên lồng ngực hắn thẳng đến khi tên này chết đi rồi nàng vẫn không có dừng tay lại. Nhìn thấy cảnh này, Bách Lý Long Thiên đi đến bên cạnh, ôm nàng vào trong lòng an ủi, Thanh Tuyền đừng khóc nữa, tên xuất sinh này đã chết rồi. Đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này làm cho viên thế lãng khiếp sợ không thôi, thế nhưng sau đó trong mắt hắn liền hiện lên tia giảo hoạt, rồi hắn hướng Đàm Vân thất thố nói, Đàm Vân, van cầu ngươi để nàng tha cho ta, chỉ cần nàng tha cho ta, ta có thể nói cho ngươi một bí mật. Vừa nói ra lời này, nhìn thấy đám người Đàm Vân có chút lơ là cảnh giác, Viên Thế Lãng dùng tốc độ nhanh nhất lao lên bầu trời, rồi lập tức tế ra Linh Chu để chạy trốn. Thế nhưng ngay khi vừa xuất ra được Linh Chu, thì Đàm Vân đã xuất hiện sau lưng hắn, nằm ngón tay liền hóa chảo đâm sâu vào lưng Viên Thế Lãng, rồi lập tức phế đi hai chân của tên này, sau đó ném xuống trước mặt Thượng Quan Băng Băng nói, tên này giao cho ngươi đấy. Thượng Quan Băng Băng thấy thế thì cảm kích vô cùng, đang lúc nàng định ra tay giết chết tên này thì quân bất bình tiến lên cầm lấy tay nàng nói, băng băng, giết tên này chỉ làm bẩn tay ngươi mà thôi, để ta xử lý đi. Nói xong hắn liền kéo Viên Thế Lãng cùng Thanh Dương Giang Thu đi vào trong rừng cây cách đó không xa, không bao lâu sau, từ trong rừng cây đó liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết chói tai của hai tên này. Ròng rã nửa canh giờ thì thanh âm đó mới đình chỉ, mang ý nghĩa hai tên kia đã tử vong. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này nhé, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong nội dung tập sau.